Kính chào bác Nguyễn Nhân, Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con là Đoàn Thị Liên, địa chỉ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, hôm nay con xin phép bác hỏi một số câu hỏi ạ. Rồi, cứ hỏi đi. Câu hỏi 1. Thưa bác, nhờ nghe bác trả lời các câu hỏi trên mạng, con rút ra được cách để phát ra pháp trần. Cho con xin phép được trình bày ạ. Rồi, con trình bày đi. Bước 1. Có thể cầm sách đọc hay viết ra tờ giấy, phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần cho chính xác đường về Phật giới. Khi đọc khi nào nhớ được các mặt chữ của đường về Phật giới thì không đọc ở sách hay giấy nữa. Bước 2. Khi đã thuộc các mặt chữ của đường về Phật giới rồi thì nhẩm trong đầu kể cả mọi lúc mọi nơi, có nghĩa lúc rảnh rỗi là cứ nhẩm. Khi thuộc rồi thì tập đọc nhẩm nhanh các chữ chính xác đường về Phật giới. Bước 3. Khi đọc nhẩm nhanh chính xác được rồi thì bắt đầu tập đọc không qua miệng, tức là không qua thân tự đại, chuyển sang đọc bằng tánh người, bằng cách cho tất cả các cơ của miệng giữ yên, không cho hoạt động, tức là ngầm miệng lại, mà các dòng chữ của đường về Phật giới cứ trôi ở trong đầu mình, tức là đã chuyển sang đọc bằng tánh người. Làm như vậy một thời gian dài, khi thuần thục rồi thì tập cho nó trôi nhanh chính xác, đến khi chỉ cần nhớ tới là tiếng đường về Phật giới cứ trôi trong cổ họng của mình, và tiếng nói như vậy là tiếng nói nhỏ nhất gọi là pháp trần. Con thực hiện như vậy có được không ạ? Xin bác chỉ dạy thêm ạ. Rồi, con thực hiện như vậy là đúng, nhưng mà phải nhớ thế này nè. Cái tiếng mà mình đọc nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái tánh Phật, rồi nó mới qua trung ấm thân, rồi mới ra cái thân tứ đại. Khi mà thân tứ đại mình mất rồi thì nó trở về trung ấm thân. Đó, trung ấm thân lúc nào nó cũng thuộc thì gọi là cái pháp trần hiện. Ha, nhớ mà cái căn bản nè, cái tiếng nói từ tánh Phật là điểm thứ nhất, thứ hai thì qua trung ấm thân, thứ ba qua cái thân tứ đại. Thân tứ đại mà mất rồi thì nó trở lại trung ấm thân. Trung ấm thân mà thuộc thì đó là pháp trần đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thưa bạc, khi mất thân, nếu mà trung ấm thân chứa công đức vô lượng, hay trung ấm thân phát ra được pháp trần, thì không có vị thánh thân xuất hiện. Lúc này trung ấm thân từ bay thẳng lên 10 km sẽ gặp hoa tiêu màu vàng sẵn trong luôn quay một chiều, là hoa tiêu của vị Phật đã chờ sẵn. Nếu trường hợp trung ẩm thân không phát ra được pháp trần thì phải qua thử 3 vị thánh. Thế nhưng trong quá trình thử của các vị thánh sẽ có nhiều hình ảnh hù dọa, lôi kéo, mê hoặc. Vậy trong trường hợp này con phải ứng xử như thế nào để chắc chắn được thoát ra 5 km với 3 lần thử của 3 vị thánh ạ? Giờ con phải để ý thế này nè. Thân mình giống như cái bong bóng à. Khi mà nó nhẹ quá thả cái bong bóng ra thì tự động nó bay lên. Không? Còn nếu mà nó nặng quá nó không có bay được, nó ở sát mặt đất. Còn nếu mà nó trung bình thì nó từ từ nó bay lên. Nhớ là nó đi ra ngoài sức hút vật lý thì cái nó cứ bay lên đi đúng 5 cây số thì ông Phật ông thấy từ đó đấy thì người ta làm cái hoa tiêu thôi để dẫn mình về. Cái hoa tiêu ông Phật chính là cái hào quang của ông đó, ông hút đi theo cái hoa tiêu này, chứ mình đâu có biết ông ngồi đâu. Bây giờ ông ngồi tới mấy chục cây số cách mặt đất mà làm sao mình biết. Thành ra khi mà nó thoát ra ngoài tới cái vùng kiểm soát của thánh rồi đó thì hoa tiêu sẽ xuất hiện. Hoa tiêu đó là cái hào quang của Phật đó. Thì cái hoa tiêu nó thu trở lại thì mình đi theo hoa tiêu, mình đến ông Phật ngồi cái chỗ ông Phật ông ngự. À, phải hiểu căn bản này. Khi mà mình có công đức nó nhiều rồi đó thì nó sáng, thì tất cả cõi âm đều không xuất hiện được. Thần thánh hay là dòng tộc cũng là người âm, nó không chịu nổi cái sức mà gọi là sáng của cái công đức.
Vì thế mà không ai xuất hiện vậy thôi. Giống như cái bóng mà nó sáng quá thì trong cái bóng tối nó không xuất hiện được. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 3. Khi trung ẩm thân thoát ra được 5 km kiểm soát của các vị thánh rồi, từ mình bay thẳng lên 5 km nữa là đến hoa tiêu có màu vàng sáng trong luôn quay một chiều, là hoa tiêu của vị Phật mà đến. Vậy cho con xin hỏi, trên đường đi đến hoa tiêu của vị Phật thì con có những hoàn cảnh tự nhiên nào nữa không để nhận nhầm hoa tiêu không ạ? Xin bạc cho con biết được ạ. Nếu mình là công đức ít á, thì thần thánh và dòng tộc, họ tộc mình xuất hiện được thì mới có cái hiện tượng này. Là vì nếu mà mình đi trên con đường mà mình ít quá đó thì đương nhiên là mấy bị gạt đó. Là mấy ông thánh lang thang ông gạt mình, chứ ông thánh chánh quỳ không gạt đâu. Thì ông nói Như Lai tên gì đó, biết Phật cha đã có công đức về Phật giới, giờ đi theo Như Lai về, mình không hiểu, mình không học cái công thức này, theo liền thì vô mấy ổng á. Đã vô rồi nó nhuộm rồi thì kể mới hết ra luôn á. Mấy cái tu thiền tông này phải chút kỹ chứ không phải đơn giản đâu. Tu thiền tông thà là nếu tu là phải tu đúng, còn không tu đừng có tu, chứ tu quá chừng. Bởi vì tôi nói thiệt á, tu thiền tông giống như là đi qua tiễn chứ không phải đi máy bay đâu. Nó không đến đích thì sao, nó nổ tung là chết rồi. Nghe không? Bởi vì cái tu thiền tông này rất đặc biệt. Mà hồi trước thì không dám nói nhiều, mà bây giờ bắt đầu tôi sẽ nói rõ về cái tu thiền tông này cho biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu hỏi thứ 4. Thưa bạc, khi sắp lâm chung mà mở máy đọc đường về Phật giới cho người đó nghe thì có tác dụng gì, và có nên làm như vậy không ạ? Cái phần này nó chỉ có hiệu lực ban đầu thôi. Ban đầu mà con người ta chưa có mất hẳn đó, thì có nghe nó còn nhớ lại, nó lặp lại được. Mà khi đã mất rồi thì không thua gì hết. Nhưng mà mất rồi để đọc lại cho người nhà mình nghe thôi. Chứ còn sự thật, đã khi nó thoát cái trung ẩm thân mà thoát ra cái thân tứ đại rồi đâu còn nghe được nữa. Thấy không? Mà nó không còn, mà lúc đó đó, nếu mà mình ổn định đó, thì mình rất vững vàng đi về. Còn nếu không ổn định là bắt đầu bị phát tưởng ra mình chết rồi. Có chừng cái chỗ này. Hiểu rồi thì không tưởng, nhớ nha, toàn bộ khi mà mình chuẩn bị lâm chung rồi, cái tưởng dẹp đi, đừng có tưởng gì hết rồi. Cứ học sao hiểu vậy thì thực hiện cho đúng vậy là được, tuyệt đối đừng có tưởng. Nếu tưởng là chắc chắn là nó sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu hỏi thứ 5. Thưa bạc, người có công đức trở về Phật giới khi lâm chung có bị đau đớn nhiều không? Vì thần quản lý nghiệp của người đó có dành cho một thời gian để thanh thản trước khi rút điện từ âm dương của người đó không ạ? Nếu có, thời gian đó là bao nhiêu ạ? Này tùy theo hoàn cảnh. Còn cái vấn đề mà cái thân mình đau đớn không là do cái nghiệp. Có nghĩa là cái nghiệp nó nặng quá thì bắt buộc anh phải đau để trả cái nghiệp trước khi anh đi về. Anh không thể nào, anh ngày xưa đã gieo nhân quả ở thế giới này, bây giờ mình có công đức thì vẫn trả nghiệp như thường. Nhưng mà nếu mà mình có cái hiểu cái thế này nè, mình hiểu được cái câu nghiệp chướng bổn lại không, thì cái đau tự nhiên nó mất. Nhớ cái chỗ này. Là vì mình thấy nó là cái đau không thật, nó đau là đau vật lý. Mình tự nhiên mình phát được cái này thì cái đau nó mất. Mình hiểu cái này chứ nếu mà không hiểu cái này á, thì mình có nhiều người mình đau một cái nó tưởng nữa là nó đau lớn, đau nhiều hơn. Thấy không? Vì thế mà dân gian có câu là nhà giàu đứt tay bà ăn mày đổ ruột, là cái chỗ này nè. Ta đổ ruột ta còn chưa la, còn mình mới có chút xíu mình la sùm, là cái chỗ này nè. Thấy không? Vì thế mà mình tưởng thì một nó ra 10, còn không tưởng thì ra chứ mất luôn. Là đau không là do mình, do cái tưởng của mình. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Dạ con xin hỏi câu hỏi thứ 6. Thưa bạc, muốn thực hành thanh tịnh rộng lặng hằng trí thì phải làm sao, và được áp dụng vào thời điểm nào cần thiết nhất ạ? Thanh tịnh rộng lặng hằng trí chỉ áp dụng từ khi chuẩn bị lâm chung cho đến khi thoát ra ngoài 5 cây số.
Vì nếu mình không thanh tịnh lỏng rặng hằng tri thì mình tưởng thì nó dính vô ở thế gian này, và đồng thời cái trung ấm thân mà trong thời gian mà từ trái đất đi lên 5 cây số, mình tưởng một cái thì mình sẽ theo cái tưởng của mình, còn thanh tịnh rỗng rặng hằng ti mình biết nó vậy thôi, thấy không? Vì những cái chuyện gì xung quanh con mà phát được cái này á, nó cũng ngang bằng cái pháp trần của con chứ không ít đâu. Là vì cái người mà ví dụ con đi đến cái bến xe đi mà còn cái dớt giác hỏi này kia thì chắc chắn là có cò nó kiếm được con liền. Còn con cứ đi, ai nói gì thì kệ, con cứ bước là con đi, không ai dụ con được hết. Phải hiểu cái này nè. Thanh tịnh rỗng lặng hằng tri là áp dụng từ khi chuẩn bị ra đi cho đến khi gặp ông Phật thôi. Đến đó lên tới tầng bình lưu là không còn tưởng được nữa, bởi vì nó không còn dao động của vật lý thì nó không có tưởng. Nhớ là ra đến tầng bình lưu không còn tưởng, vì nó đâu còn cái sức hút mà dao động của âm dương đâu mà tưởng. Dao động âm dương nó tưởng là do cái dao động của âm dương nó mới phát ra cái tưởng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 7. Thưa bạc vẫn thường nói đến tuổi nghỉ hưu là vị thần không bôi đen công đức nữa. Người nay đã 70 tuổi, nếu khi thực hành mà con vướng vào một chút tham, một chút sân, một chút kiến chấp nào đó thì vị thần có bôi đen công đức không ạ? À? Xin bạc dạy con. Bây giờ đó, nguyên tắc mình về hưu đó thì ông thần ông ưu tiên cho mình với điều kiện mình đừng có tưởng. Mà cái tưởng thì nó sẽ sân si này kia nó nổi lên thì và tuổi nào cũng bị vướng vô hết, chứ không phải là 60-70 đâu, 100 tuổi mà tưởng cũng bị nữa, thấy không? Thành ra bây giờ bắt buộc phải học cho hiểu cái thiền tông này, chứ đâu phải mà tôi ưu tiên. Bây giờ nó là ưu tiên cho người già đi xe bus đi, không có lấy tiền mà lên trển quậy rồi sao nó đập chết luôn chứ. Ta ưu tiên là mình phải giữ, mình phải hiểu cái thân phận của mình, chứ ưu tiên rồi mình muốn quậy người ta sao được. Thế giới vật lý này làm gì quả đấy, mình giận người ta thì đương cái nhân quả nó vô mình đó. Mình phải hiểu căn bản này, chứ đừng có tưởng đâu là mình ưu tiên rồi mình cái gì mình cũng muốn làm gì làm cũng được. Ưu tiên thì bổn phận cái này thứ nhất, càng ưu tiên thì mình cần nghiêm chỉnh trong cái sự sống mà của vật lý này. Phải hiểu cái sự sống vật lý này thì mới hiểu được cái thiền tông. Còn anh không hiểu sự sống vật lý thì đừng có mong tu thiền tông làm gì cho anh mắc công. Thấy không? Có chừng nó rất nguy hiểm cho này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 8. Thưa bạc, người Phật gia về Phật giới rồi thì tro cốt đó có tác dụng gì nữa không? Do ai quản lý phần tro cốt này ạ? Cái phần tro cốt này là nó đúng ra đó, mình để lại cho thế gian để cho con cháu nó nếu chiêm ngưỡng thôi, chứ sự thật ai quản trị cái này? Đã mình về rồi thì tất cả giống như mình ở đây, mình định cư nước nào rồi còn cái nhà cửa mình rồi ai lo? Để cho con cháu nó lo, không lo thôi kệ nó, không phải. Đã mình đi rồi thì cái phần tro cốt đây là cái lễ để chi? Để cho con cháu người ta đến ông bà tôi đã đạt được cái này và đã được về Phật giới, người ta chứng minh được cái này này. Chứ còn cái này là cái hình thức của thế gian thôi, chứ còn đừng có quan trọng quá về cái vấn đề mà cái tro cốt này. Tro cốt là để lại cho con cháu biết. Nếu mà cái chùa nào, cái chùa thì tông nào nó có cái chỗ này thì nên gửi chỗ đó đi. Thấy không? Bởi vì người ta chủ trương cái này là người ta không có hạn chế đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 9 ạ. Thưa bạc, khi Đức Phật rút cành hoa sen cắm ở bình đưa lên từ phải sang trái, từ trái qua phải, tất cả có 1250 người, không ai biết gì, kể cả những đệ tử lớn của Đức Phật, mà chỉ có Ngài Maha Ca Diệp nhận được và mỉm cười. Vậy cho con xin hỏi, vì sao lại chỉ có Ngài Maha Ca Diệp nhận ra? Cái gì tạo sự kết nối giữa cành hoa và Ngài để Ngài nhận ra? Và nhận ra cái gì ở cành hoa ạ? Bây giờ con nên nhớ là 1250 người đối diện Đức Phật
không biết ông nào sao hết. Duy nhất chỉ có Ma Ca Diếp là nó có cái công đức rất lớn, phát ra được cái Phật nhãn. Nhưng mà ổng đâu có đưa cho Ma Ca Diếp là đầu tiên đâu, ổng đưa vòng vòng, sau cùng ổng mới đưa thẳng cho ông này. Thì hôm nay mình nhìn thấy được cái làn sóng điện quang, từ quang á, nó chiếu vào trong cái hoa sen, thì hoa sen nó nở. Một vị Phật nào cũng vậy, kiểm thiền thì duy nhất chỉ có một người được thôi. Ông Phật nói là hình thức bên ngoài cho vui chơi, chứ sự thật ông Phật muốn chứng minh là cái này, cái thiền tông này nó là khoa học vật lý, chứ không phải đơn giản đâu. Biết rằng 1250 người, chỉ có ông Ma Ca Diếp có thể mở được cái cành này thôi. Bởi vì ông thần, ông có Phật nhãn, ông biết mà, ông biết cái kho tàng của cái ông Ma Ca Diếp này là bao nhiêu công đức ở trong đó, là ông biết hết. Như thế phải đưa sau cùng để cho chi? Để ông này nhìn thấy thì cái hoa sen bắt đầu, nhìn thấy là ông biết luôn, là bắt đầu hoa sen tự nó nở. Rồi ông phải để cho ông này nhìn chỗ nào nó nở hết mức đó, thì ông mới tuyên bố ra: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền. Nay ta phó chúc ông Ma Ca Diếp nhận trách nhiệm truyền cái pháp môn này. Nó có cái một vị Phật nào ra đời phải có một người nấu tiếp dòng thiền tông này, còn nếu không có thì không được. Mà muốn tổ chức cái này là ông phải sắp xếp hết. Bây giờ đệ tử ông bao nhiêu người cũng biết hết chứ, người nào có sao không biết hết. Nhưng mà đều cái ngày mà công bố ra thì duy nhất là cái ngày kiểm thiền mới được công bố, chứ ngày trước không có nói được. Ngày trước nói thì nó lộn xộn, thì có, trong cái pháp hội nó sẽ loạn lên luôn á. Ông Phật nói đúng, là tất cả những vị Phật nào ra đời muốn truyền cái thiền này thì phải tổ chức một cuộc kiểm thiền đông đảo như thế. Cái này là cái tự nhiên của vị Phật, bất cứ ông Phật nào cũng phải làm cái chuyện này thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bà. Con xin hỏi về Kinh Duy Ma Cật. Câu hỏi 1: thưa bạc, xin bạc giải nghĩa cho con các từ sau: thường lạc ngã tình, vô thức vô nhãn, nhị tỷ thiệt thân ý. Cái thường lạc ngã tịnh này là bốn đức tính của Niết Bàn. Niết Bàn là bốn cái đức tính thanh tịnh của Phật đó. Là cái tánh Phật nó là thường, cái tánh Phật nó là chữ lạc nên là cái mà an, cái an thường lạc ngã. Vì cái chân, cái ngã mà của tánh Phật gọi là cái chân ngã, còn mình ở đây cái ngã của người gọi là phàm ngã. Thường lạc ngã tịnh, tịnh là lúc nào nó cũng là thanh tịnh đó, gọi là thường lạc ngã tịnh. Rồi còn gì nữa con lặp lại? Dạ, vô thức vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý. Bây giờ nè, cái tánh Phật đó, nó không có cái gì, không có nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, mà nó phải mượn cái thân người để nó có cái chuyện này. Chứ thiệt thật ông tánh Phật đâu có cái nhãn. Có nghĩa là một khối nguyên tử nó sáng, ở đâu cũng thấy hết, mặt nào cũng thấy hết. Còn mình ở đây vào cái thân tánh người thì phải thấy bằng con mắt. Chứ tánh Phật đâu thấy bằng con mắt, mà đúng gì cũng là nghe cũng vậy. Thấy, nghe, nói, biết, cái ý nó là trùm khắp trong, giống như nó cơ hình tròn đi, mặt nào nó cũng biết hết. Vì thế mà ông nói là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là cái gì? Là nói cái tánh Phật nó không có cái này, mà tại vô cái thân người phải mượn cái này để chi? Để sống theo quy luật vật lý, thấy không? Để thành ra trong đó mới nói là tánh Phật là thường lạc ngã tịnh, còn tánh Phật là không có thân ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý gì hết rồi. Nó chỉ là một nguyên tử sáng thôi. Đó, ý là vậy. Người ta giảng đến tận cùng của cái thiền tông là cái chỗ này nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp là, xin bà giải thích cho con các ba la mật pháp bất liệu nghĩa vô thường vô đề. Chứ ba la mật là thanh tịnh, bất liệu nghĩa là bất là không. Có nghĩa là không có, cái liệu là cái sau cùng của cái nghĩa đó, là cái tận cùng ở nghĩa đó. Nó cũng không có.
Cái nghĩa mà nó có đây là nó phân tịch giữa cái thế giới vật lý thôi. Bởi vì cái mà sự thật ở trong cái vũ trụ này, cái trong cái trái đất này, nó là tất cả những tánh Phật vô đây là anh phải đúng theo quy luật vật lý thôi. Chứ sự thật nó không có cái gì rồi. Vô đây gọi là nó tạm có vậy thôi. Vì thế mà tất cả tại sao Đức Phật ông không cho giải thích cái thiền tông này. Anh không có giải thích được đâu. Cái chân lý nó không giải thích được. Bởi vì chân lý của nó là tự nhiên, gọi là cái chân như, anh không có thể giải thích được cái chân như được. Mà vô đây thành là ông Phật phải nói thế này để cho mình biết rằng người tu thiền tông không có cái nghĩa gì trên thế gian này. Đây anh giải thích ở đây là hoàn toàn anh nói về chuyện thế gian thôi. Chứ còn cái chân thật hoàn toàn không nói được. Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng có nói là nó không phải là một vật. Thấy không? Ông xác định được cái tánh Phật nó không phải là cái vật. Cái vật thì nó có hình tướng, còn này nó không hình tướng, nó là một điểm tử sáng thôi. Sáng biết cái hình tướng như thế nào, nó chỉ là sáng thôi. Đó, ý là vậy. Cái câu này còn ý gì nữa thì còn hỏi thêm đi. Dạ, vô thượng Bồ Đề ạ. Vô thượng là, chữ vô là không, thượng là cao. Cái Bồ Đề là giác. Cái giác này không có cao thấp vậy trời, nó giác là giác, nó biết là biết thôi. Chứ không phải là nói tu giác cao giác thấp, không có cái gì đó. Nếu giác cao giác thấp thì nó so sánh về tứ quả sinh văn á, bốn cấp của tứ quả sinh văn á. Tôi tu được tu đạo hoàng, tư đạo hàm, a la hán, nó có từng cấp gọi là cao thấp. Còn cái này vô thượng Bồ Đề, cái giác mà của cái tánh Phật không có cao thấp gì trời đó, gọi là vô thượng Bồ Đề. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc, con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thưa bạc, trong kinh Duy Ma Cật có viết, khi Đức Phật bảo các thầy thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật, vì sao ai cũng từ chối, kể cả Bồ Tát Di Lặc? Chỉ có Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi mới nhận trách nhiệm thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật. Con chưa hiểu, xin bạc giải thích ạ. Ông Di Lặc là cái gì? Ông đang học ở trên cõi trời Đâu Xuất. Ông đang học chưa thành Phật được. Muốn thành Phật phải xuống dưới này là. Vì thế mà ông đang học, một học trò đang học không dễ đối đầu lại với ông Duy Ma Cật này đâu. Thành ông sợ. Còn ông cỡ sư tử lông vàng phải không? Ông này đó, ông này chính là ông Phật đó. Ông theo phụ tá Đức Phật để mà dạy cái thiền tông này. Vì ông dám cắt đứt tất cả những cái tham thân si của con người. Hai ông phụ tá này là hai ông Phật, chứ không phải là cái ông Bồ Tát thường đâu. Nhưng mà đóng một cái vai trò phụ tá để chi? Để dạy cái thiền tông này. Thấy không? Vì thế mà ông Di Lặc có dám không? Dám được ông. Nhưng mà cần ông lại ông hỏi tiếng rồi không được thì nó nhục sao? Không dám. Thôi tôi không dám đâu. Bởi vì cô là chưa tốt nghiệp. Chừng nào con tốt nghiệp thì con mới ra hành nghề được. Còn lại ông Di Lặc chưa có tốt nghiệp. Còn lâu lắm. Còn mấy ngàn năm nữa mới tốt nghiệp. Nói cho con biết bây giờ ông còn đang học. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu hỏi thứ ba. Thưa bạc, khi trưởng giả Duy Ma Cật biết có Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi và đại chúng sắp đến, ông dẹp hết đồ đạc trong phòng, chỉ trừ lại một cái giường bệnh mà người bệnh nhân là ông Duy Ma Cật nằm chiếm hết. Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi vào thấy sự kiện lạ, chưa kịp nói gì, thì trưởng giả Duy Ma Cật lên tiếng: Quý hòa thay, ngài Văn Thù Xứ Lợi, đến mà không có tường đến, thấy mà không có tường thấy. Con xin bạc giải thích cho con hiểu sao lại phải dẹp hết đồ đạc trong phòng, chỉ trừ lại một cái giường cho người bệnh nhân nằm, và đến mà không có tường đến, thấy mà không có tường thấy ạ. Bây giờ nói về tướng thấy đi. Tánh Phật không có các tướng, nó là thấy vậy thôi. Tướng là do mang cái sắc thân của con người là nó mới có cái tướng, thấy không? Bởi cái thấy của tánh Phật nó không có cái tướng, nó chỉ là thấy thôi. Thấy, nghe, nói, biết vậy thôi. Còn bây giờ cái vấn đề mà ông Duy Ma Cật ông dọn trong nhà ông á, là ông chơi chữ với ông này. Tôi trong
hoàn toàn là không vướng bận bất cứ gì hết. Tôi cho ông hỏi tôi đi. Ông thách thức bằng một cái câu chuyện, nghĩa là tôi dẹp hết. Trong tôi không bất cứ là từ chối một câu hỏi nào, gọi là không chướng ngại, dẹp hết trong nhà là không có chướng ngại vậy đó. Ông hỏi đi, ông kia ông sợ, ông biết mà. Bởi vì cái này là chơi chữ, giữa người ta chơi chữ với nhau thôi. Thí dụ con để cái bàn, cái ghế á, thì bắt buộc phải mời ông đi ngồi nữa. Đây tôi không có cái gì đây, trống bốc, nhưng mà ông muốn hỏi gì tôi nói cho nghe. Ý là vậy, đây là ta chơi chữ, giữa trí thức người ta chơi chữ với nhau thôi, chứ không có lạ gì hết trời. Trời, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bà. Con xin hỏi câu hỏi thứ tư. Thưa bạc, ở Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Ở Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đã thành Phật. Xin bạc cho con biết sao lại có lời dạy khác biệt này ạ? Một cái kinh thì dạy đó, dạy đó ông sẽ thành Phật, ông đang tu á, ông đang tu ông sẽ thành Phật đó. Còn cái ông kia, ông đã thành Phật là gì? Ông có rồi đó, ông tánh Phật ông có rồi. Nói là nói cho cái người đang tu và cái người đang nhận ra cái tánh Phật. Con nhận ra tánh Phật con có tu không? Không tu. Mà con chưa đó, thì con đi vô chùa gì, con kiếm để con tu mà. Thì hai cái kinh này nói khác nhau. Một kinh nói là ông đang dụng công tu, một công là ông đã tu rồi, đã xong rồi. Giờ bây giờ con suy nghĩ, con ngộ thiền rồi con còn tu không? Con vô thiền tâm con còn tu không? Hoàn toàn không tu. Tu thành Phật rồi tu gì hỏi là thành Phật đâu? Thấy nghe nó biết tôi là thật á, được có tu gì nữa không? Hai cái kinh này nó nói rồi, nói cho bậc nhị thừa học cùng hết học là hai cái quyển kinh này. Học cho nhị thừa là hai bên. Một ông thì đang học, một ông hết học không tu, đang học và còn tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu hỏi thứ năm. Thưa bạc, trong kinh Duy Ma Cật có đoạn viết cần phải khai quật Bồ Đề Tâm, phát huy Bồ Đề Tự Tánh, đó mới là con đường tiến đến vô thường Bồ Đề. Xin bạc giải thích cho con hiểu câu ý tiếp. Cái này là ta nói mấy ông dụng công tu, anh phải tu ở dụng công để tìm ra cái Phật tánh rồi mới thành Phật được. Vô thượng Bồ Đề là thành Phật đó. Ta nói về cái vật lý, mà nói cái này là nói về Kinh Đại Thừa đó. Bắt buộc anh phải tu để cho nó thành Phật đó, tu để được vô thượng Bồ Đề. Vô thượng là không cao. Cái Bồ Đề, cái tánh giác là tánh Phật, nó cũng cao thấp vậy đó. Tu để được cái không cao thấp này nè. Nhưng mà bởi vô thế giới vật lý này không hiểu, thành là bắt đầu Phật phải dạy từ thấp lên cao. Vì thế mới có cái vụ mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Chứ còn nếu mà nói mà vô mà dạy cái thiền tông này thì chắc đâu ai tu đâu. Ngày xưa con suy nghĩ không có hiểu về khoa học, mà bây giờ dạy cái khoa học ai chịu? Con suy nghĩ ai chấp nhận không? Chính bây giờ khoa học lên cao mà còn không chấp nhận thì hỏi con chứ làm sao mà thời đồ đồng cách này 2000 mấy trăm năm mà dám dạy cái này. Tôi nói thiệt, 200 năm về trước còn không hiểu được cái này. 200 năm về trước chưa có cái điện thoại di động thì làm sao? 200 năm về trước mà người ta chỉ sử dụng một cái mọt thôi, chứ còn không có giống, không có cái điện thoại luôn. Thì mình nói cái thế giới văn minh này là ai biết? Vì thế mà Đức Phật phải tuân tự dạy từ thứ lớp, để khi loài người văn minh rồi mới dạy cái chân thật này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ sáu. Thưa bạc, trong kinh Duy Ma Cật có đoạn viết chưa thâm ngộ tướng Phật, chưa thâm ngộ tướng thật, học pháp bất liệu nghĩa, thực hành pháp bất liệu nghĩa, thường bị kẹt nhìn Bồ Đề Niết Bàn, còn bị bao phủ những lớp sương mù chấp chắc. Xin bạc giải thích cho con đoạn kinh trên ạ. Mới về tu cái thiền tông này nè, con không hiểu thì chắc chắn nó phải dướng hết. Con không có giải thích được nổi đâu. Nó thật cái này ông
Nhưng mà cậu cũng nói là tất cả khi mà tu rồi không chướng được cái này, không cách nào thoát ra được cái quy luật này hết. Đó, ông dạy, ông nói cho tất cả những người tu thiền, tu đạo Phật biết rằng không phải đơn giản. Mấy ông tu 1000 năm không thoát ra được cái quy luật này đâu. Mà bây giờ cái vô cái đầu thì ông phải dạng những cái chuyện mà vướng bận. Chừng nào mà hết vướng bận thì phải thoát ra được. Tất bởi vì tại sao mới... ông chỉ tiếp ông Giang Thù thôi. Còn kể người Di Lặc còn không dám vô. Ông Di Lặc là bây giờ mình gọi là Bồ Tát Di Lặc ấy, còn không dám đụng đâu ông đó. Thấy không? Mình phải hiểu này. Bởi vì vô cái thế giới thiền tông rồi, nó cực kỳ khó. Mà vô được rồi thì nó rất khỏe. Còn anh chưa vô được rồi mà anh đủ chuyện hết. Thì ông phải dạy cho biết tất cả là anh làm bất cứ gì cũng không thâm nhập được cái thiền tông đâu. Ý là muốn nói dạy sao mà nói. Ngày xưa không có nói chữ thiền tông, mà nói là không có thể là vô thượng bồ đề, là vô để mà thành Phật. Anh làm cái gì không có thành Phật nữa đó. Tất cả những thế gian này anh bất cứ làm cái gì thì không cách nào đạt được cái vô thượng bồ đề đâu. Đừng có làm. Rồi sao? Đi theo cái chừng nào công bố ra đi, rồi đi kiếm cái này ông học đó, thì mặt mai. Mặt mai thôi chứ không phải mà dính vô luôn đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu hỏi thứ 7. Thưa bạc, Bồ Tát sống trong các ba la mật môn giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thì nhất cử nhất động giơ chân lên để chân xuống đều có thể gọi là đạo tràng, và ở chỗ nào cũng không ngoài Phật pháp. Con chưa hiểu, xin bác giải thích ạ. Bây giờ học cái này, cái hành động gì là sao? Đưa tay lên, đưa chân lên cái gì? Tại sao con biết? Thay cái đưa tay chân là con thấy con bằng con mắt ông đó đưa tay hoặc đưa chân thì có khác rồi nhìn thấy qua sen không? Cái là bây giờ cái gì ổng giảng cái đó là giảng bằng cái tánh thấy của con nè. Bởi vậy nó là thấy nghe nó biết trong cái này nè. Tất bởi tại sao mà mấy ông tổ tu mỗi người ngộ một kiểu. Ông tổ tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, mỗi người xúc chạm được ổng biết hết. Bởi vì cái thiền tông này nó có nhiều cái lối để mà cho người ta ngộ. Vì thế mà tất cả những hành động gì cũng đều là Phật pháp, là cái chỗ này. Phật pháp với thiền tông chứ không phải Phật pháp với mấy ông vật lý. Ông vật lý không hiểu này đâu. Vật lý nghe tới thiền tông ổng chửi, ổng nhức đầu liền á. Ổng chửi. Đó, mình phải hiểu cái mà đi vào cái thiền tông này rồi, nó đi sâu rồi cũng thấy rất lạ lùng. Nhưng mà chỉ người thiền tông, thí dụ bữa nay á, con hỏi chú trả lời con hiểu thôi, chứ cái người mà vật lý họ không hiểu. Họ bắt đầu họ chửi, ô này nó khùng. Giữa người hỏi và người trả lời đều khùng hết. Nên nhớ cái chỗ đó đó. Vì thế mà cái này mà phát lên mạng thì đương nhiên nó có hai nhị thừa học hùng. Ông hết học thì ông khen, mà ông còn học thì ông chửi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu thứ 8. Thưa bạc, khi Ngài Duy Ma Cật đối đáp với Ngài Xá Lợi Phất có đoạn Việt: nếu Bồ Tát trụ trong các môn giải thoát đó, có thể lấy núi cao, sông rồng, đất liền, biển cả để vào một hạt cải, mà những thứ đó vẫn ý nguyên trạng, hạt cải cũng không thêm không bớt chút nào, chỉ có trí tuệ của bậc thường căn thường trí mới thấy biết được điều thầm thâm vi diệu này. Con chưa hiểu, xin bác giải thích cho con ạ. Bây giờ đó, ông nói là ông mà ông nói gì ông dính đó, thì không có đạt được. Bây giờ nè, cái câu nói này là nó dịch ra, trong một hạt cải chứa được hư không, chứ không phải là trong cái này nó dịch. Cái mà không gì mà cạc tiền người ta dịch sai. Trong một hạt cải chứa được hư không. Hư không chứ không phải là cái nhà, cái nhà và cái trái đất đâu. Rồi con suy nghĩ giờ sao? Bây giờ khoa học chứng minh chưa? Cái con chip mình bao nhiêu mà nó chưa biết bao nhiêu đâu. Bởi vì ngày xưa ông hiểu cái này nhưng mà nói không được. Bây giờ những cái khoa học mà bây giờ đó thì con chip mình nó còn lớn đó. Khi mà nó văn minh tột đỉnh rồi con chip giống như cái hạt cải thôi.
mà nó chứa cả hư không vô. Ông nói vậy, người tu Phật phải hiểu cái này. Nhưng mà lúc đó nói đâu không ai hiểu, mà chỉ ông nói cho ông Thế Lợi Phất nghe thôi, chứ còn cái cộng đồng hoàn toàn không dám ai. Vì thế mà Đức Phật không dám giảng cái thiền tông này cho cộng đồng, mà giảng cho những cái tên thượng thủ mà cả Duy Lặc còn không hiểu, không tiếp thu nổi cái thiền tông này, chứ đừng có nói chi. Trong đệ tử ông có mấy người thôi, vì mà cần những người nào có công đức nhiều như ông Duy Mệnh Cật thì mới hiểu này thôi, còn ngoài ra hoàn toàn không ai hiểu. Nó ý là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin đọc câu hỏi thứ 9. Thưa bạc, Bồ Tát Bất Khả Tư Nghi có thể lấy nước biển cả để vào lỗ chân lông, mà nước biển cả vẫn y nhiên các loài thủy tộc, cá tôm, rùa, trành, vân vân, không bị quấy động, chẳng bị nhiều hại chút nào. Ở đoạn kinh trên ngài muốn giải gì, con xin bạc giải thích cho con ạ. Bây giờ là ông đã lấy biển cả chứa vô cái lỗ chân lông, mà biển cả này kia nó không thua vậy không? Bây giờ mới chứng minh được nè. Con suy nghĩ là cái chỗ chủ trung lông là cái gì? Nó bằng một hạt cát thôi. Mà bây giờ những cái máy quay phim bây giờ nó chưa tới tân đâu, mà cái máy quay phim giờ nó thu vô cái hạt này nè, nó hết biển luôn. Hết được không? Nhưng mà cái biển không ăn thua gì. Là sao? Ý là nó muốn thu cái hình thôi, chứ còn cái biển nó không thu được. Tất cả những hình ảnh nó sẽ nhét vô cái lỗ chân lông này nè. Giống như bây giờ đó, những cái máy quay phim bây giờ nó còn lớn, nó lớn hơn lỗ chân lông chứ. Sự thật á, nó thu cả toàn bộ cái thế giới này vô được, chứ không phải cái biển cả không đâu. Thấy không? Nhưng mà sau cùng cũng nói là, nhưng mà biển cả hay các là kia nó vẫn còn ý nguyên là vậy, nó muốn lấy cái hình thôi, gọi là lấy cái hình ảnh, chứ không phải là thu cái ấy, thu cái biển vô trong cái lỗ chân lông, không phải vậy. Cái lỏng nó đổ hết vô là thu hết vô, nhưng mà biển cả không có thu hết. Ý là cũng nói vậy, mà nói vậy này dạy cho thời khoa học nguyên tử. Thế thời trước nói gì nó ông khùng. Thấy không? Nói vậy gọi nó nói thì nó xảo ngôn. Ngày xưa mà nói cho nó ông xảo ngôn, nó tập bậy, nó không ai chứng được cái gì. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bạc. Con xin hỏi câu hỏi thứ 10. Bồ Tát Duy Ma Cật giải tiếp: trù tư nghi giải thoát, Bồ Tát lấy những sự trắng trí đẹp của tất cả cõi Phật nhóm lại một chỗ, chỉ bày cho chúng sanh xem thấy rõ ràng. Bồ Tát lại vận dụng sức thân phương tiện như uyển của lòng từ bi, đem tất cả chúng sanh và cõi Phật để trong lòng bàn tay, bay khắp mười phương mà bổn sự không hề chuyển động. Xin bạc giải thích cho con sức mạnh, sức thân phương tiện như uyển của lòng từ bi, trù tư nghi giải thoát và ý nghĩa của đoạn kinh trên ạ. Ông nói cái này nó đúng là cũng vậy cho thời văn minh thôi, chứ hồi xưa là ông nói người ta không ai hiểu đâu. Bây giờ con suy nghĩ nè, tất cả những cái hình ảnh mà bây giờ con ghi lại đi, bây giờ nó ghi mà nó không có động, bây giờ mới chứng minh cái chỗ này nè. Tuy là ông ta lấy nhưng mà trong cái không gian nó không có động. Thí dụ bây giờ mình ở đây con giải thích này nè, phát lên trên mạng đi. Bây giờ ở bên Mỹ nó cũng lấy được, mà bên Tây cũng được, bên Tàu, bên Úc nó cũng lấy được. Nhưng mà cái không gian nó có động không? Hoàn toàn không động. Tuy là nó trùm khắp vậy mà lấy không động. Giờ không lẽ con mở cái tivi ra cái hình nó nhảy vô, không có, thì nó không động. Có nghĩa là nó trùm khắp, nó không có động được cái này, tuy là lấy hết. Vì thế mà đây là ông ý, ông nói là cái thời gian sau đó nó sẽ có cái chuyện này, chứ không phải đâu. Ông làm bộ, ông nói ông đưa tay lên cho thấy thì có, chứ không phải. Nhưng mà cái người mà ta có cái công đức lớn á, ta đưa ngón tay ta thấy hình ảnh trong ngón tay, giống như mình đưa cái điện thoại ra đó, thấy cái trong điện thoại, chứ sự thật là không phải, đó là cái hình ảnh thôi. Đó, ông muốn nói vậy. Thì khi mà cái loại người văn minh nó sẽ đến cái mức này. Nhưng mà ngày xưa người ta dùng cái bàn tay, ta có cái thần thông, ta đưa cái bàn tay mình giống như cái tivi hoặc cái điện thoại bây giờ vậy thôi, chứ không có lạ gì đó. Nhưng mà ngày xưa thì thấy những cái hình ảnh này người ta lạ lắm. Ủa tại sao ông này cũng làm được? Nhưng mà tới bây giờ, xin lỗi với con, ông già lại tím cũng được, mà đứa nít 15 tuổi nó cũng làm được. Đứa nào cũng biết sử dụng điện thoại là nó biết hết. Ý là ông nói là trong không gian này cái gì nó cũng có hết.
nó trùm khắp cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu 11. Lúc bấy giờ thay mặt hàng người trời Thích Đế Hoàn Nhân, trước đại chúng đứng lên bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con theo Phật và Văn Thù Sư Lợi đã lâu, đã nghe rất nhiều kinh điển, nhưng chưa từng nghe kinh điển quyết định tướng bất khả tư nghị thực tại như vậy. Cho con xin hỏi quyết định tướng là tướng gì ạ? À? Bất khả tư nghị thực tại có nghĩa là sao ạ? À? Xin bạc cho con biết ạ. Hồi xưa giờ cái đi học là học tướng này tướng kia, nhưng mà cái tướng bất khả tư nghị là cái tướng không suy nghĩ. Là cái tướng nào? Có nghĩa đi học đã rồi cũng không biết cái tướng mà không suy nghĩ. Chưa ai biết, mà bây giờ ông biết là sao? Là tướng, cái tướng tánh Phật đó, cái tánh Phật gọi là tướng, cái tướng tánh Phật không suy nghĩ, vì nó không có hình tướng, nó chỉ là một nguyên tử sáng thôi, thì làm sao mà có cái tướng? Tư bất tư nghị là không suy nghĩ, cái tướng này không có suy nghĩ được, không có giải thích được. Còn bây giờ Thiền Tông ra đời thì chỉ nói là một nguyên tử sáng hoặc là một vi tử sáng thôi, chứ không có tướng. Chưa kêu bằng giải thích Thiền Tông chưa khi nào nói là tướng tánh Phật không có cái câu, cái câu đó không có, tuyệt đối không có. Thấy không? Nó chỉ là cái tánh Phật thôi, chứ không có tướng. Cái tướng là tướng thế gian mới có tướng, còn Phật nên nhớ là bên Phật giới không tướng. Muốn đi thì đi, muốn trụ thì trụ, muốn hiện thì hiện. Chứ không phải là bên đó là nó vậy, chứ không phải là ông Phật hình này hình kia. Nhưng mà khi vô cái thế giới vật lý này, phân thân là phải bằng một thân, phân thân nói chuyện thần bằng ông Phật, bằng tánh người, vô người loài người thì bằng tánh, bằng con người, vô con trâu con bò thì cũng vậy. Bởi vì tại vì sao nói là Phật độ luôn cả súc sanh, mà là cái chỗ này nè. Ông độ được chứ phải không? Mà ông nói đó, ông nói độ là không phải là đưa thẳng đâu. Ông nói thấy con trâu, con chó, mà ông biết cái kiếp của mày chuẩn bị làm người đó, mày sẽ gặp được cái Thiền Tông này nè. Thì ông độ là độ này, trở lại làm người để mà tu Thiền Tông. Ông có phân thân, ông độ súc sanh là cái chỗ này. Mà những con vật lớn thôi nghe, con nhỏ không được. Mà thứ nhất con vật nào mà ở trong gia đình thì chuẩn bị làm người đó. Con vật đầu thai cỡ nào nhưng mà đã vào gọi là gia súc thì chuẩn bị làm người. Đó, ông độ là độ cái này thôi. Thấy không? Thành ra cái tướng không thể, cái tướng Phật không có thể diễn tả được đâu. Bởi vì người ta trụ thì nó nằm ở trong cái điện từ. Còn nó hiện thì nó hiện cái gì? Nó không có đi như mình. Giống như mình ở đây, thí dụ mình cái hình ông Phật đang phát ở đây, bên Mỹ nó cũng bắt được, đâu có đi, nếu đi thì chạy qua chạy lại sao? Thấy không? Kêu bằng nó trùm khắp hiện, khi đi thì tướng đi, khi hiện thì tướng hiện, khi trụ mật nó trở về cái chân như thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bạc, con xin hỏi tiếp ạ. Sau khi Đức Phật thuyết pháp cho mọi người nghe, thì trong các vương tử có một người tên là Nguyệt Cải đến chỗ Dược Vương Như Lai cúi đầu làm lễ chân Phật, đứng nẹp sang một bên thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, trong tất cả cúng dường pháp là yếu việt hơn hết, con chưa hiểu ý nghĩa của cúng dường pháp, kính mong Đức Thế Tôn dạy bảo. Đức Dược Vương Như Lai biết ý nghĩ từ thâm tâm của vương tử Nguyệt Cải, bèn khả ấn: Nguyệt Cải, sau này ông sẽ truyền trì chánh pháp, làm tường thành hộ pháp, khiến cho Phật pháp cựu trụ thế gian. Xin bác giải thích cho con Phật pháp cựu trụ thế gian ạ. Có phải đó là pháp môn thứ sáu không ạ? Bây giờ mình mới giải pháp, chính người giải pháp là công đức rất lớn chỗ này nè. Thấy không? Bây giờ bố thí pháp là bố thí lời giải của pháp, mà là giải pháp nào, là pháp mà nói ra chân thật của Phật á mới gọi là bố thí pháp. Còn bố thí pháp mà vật lý không phải là bố thí pháp. Cái đó mình phải hiểu chỗ này nè. Thành ra ông nói đó, về sau ông này có chịu trách nhiệm lo cái chuyện này nè, Nguyệt Cải này, cái vương tử mà đâu phải nhỏ đâu.
Nghĩa là một vua con là con vua vương tử tên Nguyệt Cái, về sau ông phải đi theo cái thiền tông này. Thì trong ba mươi mấy vị tổ có ông có vương tử Nguyệt Cái này mà tôi cũng nói không? Đã Đức Phật đã Phật thọ ký ông phải theo cái dòng thiền này. Đâu có chuyện đó thì nó sâu xa mình không nói, nó quá cái hiểu biết của thế gian, như hơn nữa mình nói ra thì nó không chứng minh được, thành đã không nói. Những cái gì Đức Phật nói mà chứng minh được thì mới được quyền giảng cho người ta nghe thôi. Còn nếu mà không chứng minh được, hoàn toàn không nói. Dạ, con cảm ơn bà. Con xin hỏi tiếp ạ. Đoạn kinh có đoạn Việt: sau khi Phật diệt độ, đem sức tổng trì, biển tài đã được, truyền bá chánh pháp, tùy cơ phân bổ, tinh tấn giữ gìn. Cho con xin hỏi, vương tử Nguyệt Cái ngày xưa có phải là người hiền đăng thuyết dạy pháp môn đạo Phật, khoa học vật lý, thiền tông ngày nay không ạ? Cái này con tưởng làm sao biết được. Cái này là con tưởng là không phải. Cái này là mình không thể chứng minh được là vương tử Nguyệt Cái là ai, không biết được. Mà ông Phật chỉ nói là ông phải đi theo thiền tông này thôi, có vậy thôi, chứ giờ không biết xác định là ai. Còn nếu ông con xác định là ai là ông con tưởng, cơ tu tưởng, phải không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi 12 là câu hỏi sau cùng của con. Thưa bác, thông qua kinh sách, qua lời dạy của thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, con đã biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật ở cõi trời Đấu Xuất Đà, xuống để giáo hóa chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề này. Cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật, biển tài vô ngại, thần thông hơn người, phụ tá cho Đức Phật để giáo hóa chúng sanh ở thế gian này và được thành Phật tại Nam Diêm Phù Đề này. Thiền gia soạn giả Nguyện Nhân dạy cho dân Việt Nam, cho nhân loại pháp môn đạo Phật, khoa học vật lý, thiền tông đã giúp cho rất nhiều người nhận ra được tánh Phật của chính mình và được trở về Phật giới, tức là thành Phật. Chúng con giờ có tâm niệm rằng thiền gia soạn giả Nguyện Nhân thời mạt thường pháp này cũng giống như cư sĩ Duy Ma Cật thời Đức Phật còn tại thế. Thật là đại phúc đại duyên cho dân Việt Nam, cho nhân loại đã may mắn tiếp nhận được lời dạy chân thật quý báu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thông qua thiền gia soạn giả Nguyện Nhân đã dẫn dạy chúng con biết đường trở về quê cũ của chính con người. Vậy xin phép bác cho chúng con giữ nguyên tâm niệm này ạ. Cái này con nói vậy là con tưởng. Nên nhớ một điều, khi mà cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý mà được xuất bản ra thì ai cũng như là soạn giả Nguyên Nhân hết, không ai thua. Nên với điều kiện học cho thuộc. Soạn giả Nguyên Nhân là sao? Là học thuộc cái này mấy chục năm, không phải học mới một năm đâu, 60 năm mài miết về cái này. Có nghĩa là học trang nào thì nó nát trang nấy luôn á. Thì giờ con khi nào giáo lý ra đi, tất cả người nào thực hiện đúng như vậy thì đều là hiểu đạo Phật hết, không ai hơn ai. Còn ở chuyện thế gian này là người biết trước biết sau thôi. Giống như con mới vô lớp 1 thì thấy cái anh lớp 12 anh khen, chứ con lên lớp 12 có khen không? Đó, ai cũng vậy thôi, không nói cái này không tưởng được. Cái này không đề cao bất cứ ai, vô thiền tông tuyệt đối không đề cao bất cứ ai hết. Khi mà giáo lý ra rồi, giáo lý khoa học ra rồi thì ai đọc được cái quyển này thì giống nhau. Giống như con học Cửu Chương, mới vô học Cửu Chương 2 thấy cha Cửu Chương 9 khen Cửu Chương 9 như vậy. Nhưng mà còn tới Cửu Chương 9 thì có khen không? Ai cũng giống nhau thôi. Tại vì tại sao bây giờ á là cái ông thầy giáo dạy lớp 12 gõ đầu mấy thằng lớp 5, lớp 1, bây giờ nó lên rồi, lên cũng bằng ổng thôi. Nếu nó chịu học cũng lên. Thế gian này nó vậy. Có nghĩa là ai cũng có Phật tánh rồi đấy, ai cũng sẽ thành Phật. Không có nói cái này được. Con nói vậy là sai, nó thạm vào cái tưởng. Thấy không?
trong thế gian này không đề cao ai hết, bất cứ ai cũng thành Phật như ai, ai cũng tánh Phật như ai, nhưng mà nó nhuộm đen quá thì nhuộm ít vậy thôi, chứ đừng có làm để nó sai cái nguyên tắc của Thiền Tông, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu còn hỏi của con đến đây là hết, con xin cảm ơn bác nhân rất nhiều ạ. Dạ. Rồi cảm ơn con hỏi.